chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Ẩm thực chay Vlog hôm nay. Hôm nay em xin giới thiệu cho quý vị khán giả một cái phương thức ướp đậu hũ theo cách của em nha. Thì đầu tiên thì chúng ta cần phải có một cái 500ml nước đó mọi người. Chúng ta sẽ cho vào đây 2 muỗng muối, có vị mặn chút. Cho cái nước muối này chúng ta phải mặn nha mọi người. Với lại thêm vào đây khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt. Thì khi mọi thứ mà chúng ta đã nấu xong rồi á, quà tan đã tan, gia vị nó tan đều hết rồi, mọi người tắt lửa giùm em nha. Rồi đẩy cho nó nguội nha. Thì các nguyên liệu chúng ta làm tiếp theo ở đây là chúng ta có cái đậu hũ trắng nha mọi người. Đậu hũ trắng chúng ta mua về chúng ta bỏ cắt ra làm đôi. Rồi tiếp theo là tỏi. Cần có 2 tép tỏi, củ hành tím, hoa hồi. Hoa hồi thì các bạn mua ở trong Bách Hóa Xanh cũng có. Và ớt nha mọi người, sả cọng, tiêu xay. Thì tiếp theo đây là những nguyên liệu này chúng ta cần phải làm như sau. Mọi người hãy làm theo em nha. Sả cọng này chúng ta cắt ra một đoạn tầm khoảng 10cm đó mọi người. Rồi chúng ta phải đập dập nó ra đó. Chúng ta phải đập dập ra xong rồi bắt đầu để cho nó ra được cái tinh dầu của cọng sả. Để khi mình ướp cọng sả mình nó sẽ thơm hơn và ngon hơn nha mọi người. Sả cọng thì chủ yếu cái tinh dầu của nó tập trung nhiều ở phần củ, cho nên chúng ta sử dụng phần củ sả là nhiều nha. Sau khi mọi người đã đập dập xong vậy, mọi người hãy cắt ra thành từng đoạn như mình nói đó, cắt ra đoạn khoảng 10cm đó. Cách ướp đậu hũ này các bạn có thể để ăn lâu được. Với lại thứ hai nữa, nó sẽ có những cái hương vị rất là đặc trưng, rất là ngon nha mọi người. Khi mình ăn đó, mình sẽ cảm nhận được cái hương vị nó thanh mát và nó có vị mặn rất là điều vị, tại vì trong đó mình có bột ngọt nữa, nó sẽ tạo cái vị giác cho chúng ta rất là ngon. Còn hành tím thì các bạn củ nào to thì các bạn có thể bổ đôi ra, còn củ nhỏ thì các bạn không cần phải bổ đôi ra, có thể để nguyên củ nha. Tỏi thì các bạn cũng có thể sắc lát ra luôn, hoặc là các bạn để nguyên củ cũng được. Chúng ta không cần phải đập dập đâu nha mọi người. Thì bây giờ tới lúc mà chuẩn bị ướp gia vị á, thì mình cần phải có một cái thố nhựa như vậy nha mọi người. Thì đầu tiên mình sẽ cho vào trong cái thố này là cái sả cọng ở dưới phần cùng của cái đáy thố nha. Mình sẽ sắp phần sả cọng ở phía dưới. Thì khi sả cọng mình đã sắp phần dưới xong đó mọi người, mình sẽ cho đậu hũ vào nha. Nhưng mình chừa lại vài cọng sả đây chút nữa mình để trên lớp mặt á. Mình sẽ cho đậu hũ vào đây. Tiếp theo là mình sẽ cho những phần sả còn dư lại đó, chúng ta sẽ cho để lên trên lớp mặt nha mọi người. Các bạn có thể để tiêu xay hoặc là tiêu sọ nguyên hạt cũng được. Nếu có tiêu sọ được thì rất là ngon. Hôm nay mình không có, mình sẽ sử dụng bằng tiêu xay nha mọi người. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cho hoa hồi vào đây. Hoa hồi thì các bạn để 2 hoa là được rồi, là cái mùi nó thơm lắm. Đây là quế cây nha mọi người. Chúng ta sẽ cho cái quế vào đây luôn. Tiếp theo là mình sẽ cho tỏi. Củ tỏi mình đã sắc lát ra xong, mình sẽ cho vào đây luôn. Mình sẽ cho ớt và hành tím vào luôn nha mọi người. Thì khi khâu tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị hoàn tất rồi đó. Cái nước muối mình đã nấu lúc đã ban đầu đó mọi người, thì bây giờ nó đã chuẩn bị nó nguội rồi.
mình cho ớt vào, cái nữa thì mình sẽ cho luôn cái nước muối đó vào luôn nha mọi người. Giờ nước muối mình đã để nguội thì mình sẽ cho vào luôn. Cho vào đây mình sẽ đậy nắp lại. Mọi người nên nhớ là nước muối mình đổ cho nó ngập cái mặt miếng đậu hũ nha mọi người. Thì nó sẽ thấm được cái gia vị và hương thơm của các cái nguyên liệu gia vị, nó sẽ thấm đều trong miếng đậu hũ, nó sẽ thơm và ngon hơn nha. Và đã xong rồi đó mọi người. Bây giờ em sẽ đậy nắp lại. Và cái giai đoạn tiếp theo nữa là mình đãi qua một đêm. Đây là phần đậu hũ em đã đãi qua một đêm. Và em cũng đã có phơi qua một nắng luôn nha mọi người. Thì lúc này á rất là thơm nha mọi người. Lúc này đậu hũ của mình đã thấm rồi. Và nó ra được cái hương xả và hoa hồi với lại củ hành. Cái mùi tổng hợp cực kỳ là thơm nha mọi người. Nếu mà cái này ăn sống được thì chắc có lẽ là em sẽ lấy em ăn sống luôn á, nó rất là kích thích cái vị thèm ăn của chúng ta nha. Thì để ăn được món này chúng ta cần phải chiên nha mọi người. Ướp như vậy mọi người có thể để 2-3 ngày sau á mọi người ăn vẫn được. Nhưng mà bây giờ em sẽ lấy ra để em chiên qua rồi em sẽ giới thiệu đến mọi người nha. Thì đây là cái phần đậu hũ mà mình đã chiên xong á mọi người, nó cực kỳ là thơm nha mọi người. Thì video của em thì chia sẻ đến đây đã hết rồi. Nếu mọi người thấy hay thì hãy đăng ký và hãy like chia sẻ để ủng hộ cho em nha.